Vâng, xin kính chào toàn thể anh chị em nhé. Hôm nay đưa anh chị em đi xem một cái mô hình nuôi khá là mới mẻ và khá là hay nhé. Đây là cái mô hình nuôi ốc nhồi trên ruộng lúa anh em. Cái này chắc là lần đầu anh em thấy sao. Hôm nay chia sẻ anh em cái mô hình này. Mô hình này có địa chỉ tại tỉnh Vĩnh Phúc nhé, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Để cho anh em nào có muốn lên tham quan mua giống cũng như là các cái vấn đề liên quan nhá. Đấy, cái mô hình này rất là hay anh em nhá. Đây là một cây ruộng lúa anh em này. Đó, đây là cái ruộng lúa mà bác ấy làm đây. Mỗi cái ruộng này có diện tích khoảng đâu đó khoảng 100 mét. Đấy, thì về cái mật độ các thứ thả thì cũng thả như bình thường trên các cái ao nuôi ốc nhồi bình thường thôi. Đó, các cái ao nuôi ốc nhồi bình thường chúng ta vẫn thả cái mật độ khoảng 100 con trên mét đấy. Về các cái thức ăn về thì cũng như bình thường, cũng chăn nuôi như bình thường thôi, chỉ khác một cái là ở đây là nuôi trên ruộng lúa. Còn bình thường anh em mình nuôi trong các cái ao thì thường là nuôi trong các cái ao có cái rông đuôi chó rồi các cái bèo hoa dâu rồi đấy, các cái loại đấy. Thì hôm nay thay vào những cái cây đấy là bằng cây lúa này. Vừa chúng ta vừa thu gặt cái lúa này được, tạo ra được cây lúa này, và thứ hai là cũng nuôi được cái con ốc nhồi bên dưới rất là tốt. Cái ưu điểm của cây lúa này thì thứ nhất là nó cải tạo được cái chất lượng đất anh em nhé. Cái đất nó sẽ luôn là sạch, vì cây lúa nó phát triển lên thì nó cần cái chất dinh dưỡng, thì nó sẽ các cái mùn bã hữu cơ, các cái thức ăn dư thừa của cái ốc này nó thải ra, thì là con ốc nó sẽ hấp thụ cây lúa nó sẽ rễ cây nó sẽ hấp thụ được, và lúa nó sẽ phát triển và nó lọc nước anh em. Đấy, rất là nhiều tác dụng anh em nhé. Thứ hai là làm cái bóng mát cho cái con ốc này rất là hợp lý. Thì cách làm thì anh em phải cấy, nhưng mà cấy sẽ thưa hơn là chúng ta thả, chúng ta làm các cái lúa bình thường nhé. Bình thường anh em trồng lúa thì sẽ trồng rất là dày, cấy lúa rất là dày, nhưng mà đây chúng ta cấy theo cái hàng như này để chúng ta tiện dễ thu hoạch và chúng ta nuôi rất là hợp lý. Đấy, anh em thấy không, phân ra từng cái ô và từng cái bờ mương như thế này này. Đấy, rất là hiệu quả anh em. Ốc nhồi bên dưới này rất là nhiều nhá. Đấy, chúng ta sẽ thả ốc nhồi từ nhỏ và nuôi đến lớn trong cái ruộng này. Sau khi mà cái lúa này nó chín nó vàng rồi chúng ta sẽ gặt đi và chúng ta để tiếp, thì nó tiếp tục mọc ra cái chồi khác thì nó bắt đầu lên anh em. Còn ốc khi mà nó đến độ tuổi sinh sản thì nó vẫn sinh sản bình thường anh em, nó sẽ lên trên các cái bờ này nó đẻ này. Đó, mô hình này khá là hay anh em nhé. Đây là mô hình chăn nuôi kết hợp có nhiều loại trong này luôn. Đó, lúa đây anh em. Bên trên thì vẫn có cái mái che, một số nơi vẫn có mái che này anh em, giảm mưa nắng cho cái con ốc. Đấy. Đấy, cái trang trại của bác đây cũng khá là rộng anh em. Thức ăn chủ yếu của trang trại các bác đây chủ yếu là dùng cái bèo tấm là một, bên kia có mấy cái ao nuôi bèo tấm. Và bên trên vẫn trồng các cái dàn cây như thế này, dàn mướp này, để làm cái thức ăn cho ốc nhồi này. Đấy, bên giữa vẫn có một ít cây, thả ít cái bèo lục bình để làm cái lọc nước. Đấy, bên này ít lúa hơn thì các bác làm cái cây lục bình này. Đấy, thức ăn đây là ăn lá sắn anh em, mướp này, lá sắn này. Đấy, các cái cây mướp đây thì làm là thức ăn cho ốc nhồi rất là tốt này. Đấy, những cái ao hệ thống nuôi ốc nhồi thì thường là sẽ phân ra thành nhiều ao có diện tích từ 100 đến 200 mét là hợp lý anh em nhé. Nếu mà chúng tôi ta nuôi rộng quá thì nó cũng khó quản lý. Đấy, cái mực nước ở đây thì cũng không cần sâu quá. Mực nước đây các bác thả khoảng 5 đến 70 phân thôi, cũng không cần sâu. Đấy. Và định kỳ hàng tháng chúng ta bổ sung thêm một số cái vôi, cái khoáng cho con ốc nhồi để nó trong cái quá trình tạo vỏ canxi của nó phát triển tốt, con ốc nó tốt và ngoại hình đẹp, không bị mòn đít. Đấy, bên này là ao nuôi bèo tấm này các bác, cấp thức ăn cho ốc nhồi này. Bên quanh bờ kia vẫn trồng thêm các cái cây lá sắn này. Đấy, để làm cung cấp thêm thực phẩm. Còn đa số mặt bằng chung của cái trang trại này thì các bác thiết kế cái vườn bên trên, vừa làm mái che vừa trồng dàn mướp này rất là đẹp anh em. Nằm giữa chân núi Tam Đảo này rất là đẹp.
anh em mà có cái nhu cầu tham quan trang trại này có thể về đây để tham quan anh em nhé. Đấy, tham quan. Và trên trang trại của các bác đây thì có nuôi rất là nhiều loại này, ba ba này, nuôi ốc nhồi, nuôi ếch anh em nhé, nuôi cá. Đấy, rất là nhiều loại thì anh em có thể về đây để tham khảo cái mô hình cũng như là mua giống. Ở đây thì sản xuất ốc nhồi khá là lớn và cung cấp giống ra thị trường rất là nhiều. Nên anh em có nhu cầu có thể về đây để tìm hiểu. Đây là cái ống này, ống xả các bác làm đây này. Đấy, khi mà rút cái ống bên trên này ra thì là nó sẽ chảy nước ra ngoài, sẽ rút được cái lượng nước ra ngoài anh em. Đấy, rất là hay nha. Đấy, hôm nay mình có dịp đi về Vĩnh Phúc làm việc thì mình qua đây quay cho anh em xem cái mô hình để anh em có thể tham khảo. Cái mô hình này chúng ta làm tại gia đình, trang trại gia đình. Đây là nuôi ếch anh em nhé, đây này. Đấy, nuôi ếch đây. Thì trên kênh thủy sản của mình có rất là nhiều video chia sẻ anh em kỹ thuật nuôi ếch này. Anh em có thể xem lại những cái video đấy thì chúng ta xem, chúng ta có thể tìm được một cái mô hình khởi nghiệp mà hợp lý đối với trang trại của anh em. Đó, bên trên mái tre này, bên dưới thì quây cái lưới này. Cái lưới này anh em mua ngoài thị trường nhé. Mỗi cái lưới này có diện tích khoảng 10m thì nó chi phí nó sẽ dao động từ 150 đến 200 nghìn cho một cái này. Với 10m này chúng ta có thể thả tối đa là khoảng 1.500 con, còn mức bình quân là khoảng 1.000 con trên 10m này. Đấy, và thời gian nuôi là nó sẽ kéo dài trong vòng khoảng 2 tháng rưỡi là chúng ta có thể thu hoạch được. Đấy, bên này ếch giống anh em. Bác ấy bảo là sắp tới sẽ thầu luôn cái khu ruộng bên này để làm cái làm thêm mở rộng cái quy mô trang trại. Đấy, bên trên kia là dãy núi Tam Đảo anh em. Đấy, cho anh em nào chưa bao giờ đi Tam Đảo, đấy, dãy Tam Đảo bên trên kia. Đấy, bên này hệ thống Tam Đảo. Hôm nay là mây nó che nhiều nên cũng không nhìn thấy núi anh em, bình thường là rất là đẹp nhá. Đấy, mô hình nuôi ốc nhồi trên ruộng lúa này rất là hay. Tôi đi nhiều nơi rồi nhưng mà hôm nay tôi gặp cái mô hình này là đầu tiên này. Có các bác chăn nuôi lâu năm có rất là nhiều sáng kiến thì cũng hy vọng là trong cái quá trình xem những cái video này bà con có thể đúc rút ra được những cái kinh nghiệm để chúng ta chăn nuôi nó hợp lý. Và thông tin là sang năm này trang trại bác ấy sản xuất thêm con cua đồng ấy, và các bác sẽ tư vấn thêm kỹ thuật nuôi cả con cua đồng này. Anh em có cần có thể liên hệ về trại để chúng ta có thể tham quan cũng như là mua con giống ở đây nhé. Đấy, ốc nhồi ở đây thì giai đoạn này cũng chắc là cũng bé. Đấy, mẫu này chắc khoảng 80 đến 100 con trên 1 kg. Đấy, chúng ta sẽ nuôi đến thương phẩm. Đấy, cho ăn lá sắn đây anh em. Định kỳ trong quá trình chăn nuôi ốc này thì chúng ta nên bổ sung cho con ốc thêm men tiêu hóa và các cái thuốc nhé, thuốc tăng sức đề kháng. Khi mà ốc bị bệnh thì bà con cần phải bổ sung một số cái loại kháng sinh để cho ốc nó ăn, để nó điều trị bệnh trong cái quá trình chăn nuôi. Vì con ốc này nó sống ngoài tự nhiên, nó phụ thuộc vào cái điều kiện chất lượng nước. Khi mà nước nó thay đổi cũng như các yếu tố môi trường mà nó bất lợi ấy, thì con ốc nó sẽ dễ bị bệnh. Một số bệnh thường gặp trên con ốc này có thể là bệnh mondit này, bệnh sưng vòi này, bệnh nghiêng người chết này, đường ruột này. Đấy, rất là nhiều bệnh. Thì mỗi cái bệnh sẽ có một cái loại thuốc riêng. Anh em cần có thể gọi điện về số hotline mình để phần mô tả để anh em được tư vấn nhé. Đó. Đấy, anh em có thể tham khảo cái mô hình này nhá. Rất là đẹp anh em. Đấy, thì hôm nay chỉ quay cho anh em xem cái mô hình nuôi ốc nhồi như thế này. Anh em nào cảm thấy video này hay và ý nghĩa và cấp thêm cho anh em một cái mô hình nuôi mới thì đừng quên bấm vào nút like, chia sẻ video nhé cho những ai đang quan tâm. Những anh chị em nào yêu quý kênh của mình thì có thể bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng mình, để lần sau anh em mình có thể quay những cái video hay hơn để chia sẻ anh em về cái kỹ thuật nuôi nhé. Đó. Rồi, video đến đây cũng tương đối là dài rồi. Kính chúc chị em, anh chị em thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại anh chị em
ở những cái video tiếp theo. Và những ai muốn tham quan mô hình này có thể tới trực tiếp tại đây nhé. Đấy, có địa chỉ tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc nhé. Ok, xin kính chào và hẹn gặp lại.